Xin chào, tôi là Quang Huy và Quang Tùng. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong trận đấu tuyệt vời sắp diễn ra. Sander Berger. Có cơ hội. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Sander Berger. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Nguy hiểm. Và trọng tài cho rằng đó là quả phát bóng lên. Đó nên là một cơ hội. Bóng đi trên khung thành. Sergi Gomez. Sander Berger. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng lao đi hết đường biên dọc, đó là một pha ném biên. Memphis Depay. Vào rồi, thật tuyệt vời. Cầu thủ này là một hậu vệ thường xuyên vàng, anh ấy đã thực hiện được. Vâng, đây là hậu vệ người luôn muốn làm điều gì đó bất ngờ và anh ta đã làm nó thật tuyệt. Bây giờ hãy xem phát lại. Và Real Madrid đang là đội dẫn trước. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Tiến lên đi. Vâng, khung thành lại một lần nữa phải rung lên khi khán giả còn chưa ăn mừng xong pha ghi bàn trước đó. Anh ấy đã có cú đúp và nó thật tuyệt vời. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn. Bàn thắng rất đẳng cấp. Tỷ số hiện tại là 2-0. Ever Banega. Anh ấy đã cướp được bóng. Trọng tài báo hiệu chỉ có một khung giờ. Tăng tốc. Và đây là cú sút. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Cầu bóng vào. 2-0. Họ quyết định sẽ rút một tiền đạo cánh ra khỏi sân. Tôi không nghĩ là người muốn ra sân đâu, nhưng với màn thể hiện kém cỏi thế này thì đúng là người ấy nên rời sân. Anh ấy là một cầu thủ giỏi nhưng có lẽ trong trận đấu ngày hôm nay không gặp may rồi.